Con kính bạch sư, con xin hỏi phân biệt giữa sắc hư không trong 24 sắc y đại sinh và hư không trong 7 nhị chế định. Hai hư không này chúng có gì giống nhau hay không? Nếu có là giống ở điểm nào? Hai hư không này chúng khác nhau là khác ở điểm nào? Sư có thể lấy ví dụ cho cả hai trường hợp giống và khác như vậy được thì tốt quá. Thưa với quý vị đó, cái sắc hư không á, tức là nó là cái định nghĩa về cái khoảng trống trong sắc pháp, tức là ở trong sắc pháp á, nó có cái khoảng trống, thì cái khoảng trống đó chúng ta gọi đó là sắc hư không. Còn cái hư không chế định á, là những cái chế định về những cái khoảng không, mà cái khoảng không này đó nó có thể nó là một cái hầm, một cái hố, hoặc thậm chí là một cái ao, một cái hồ, nói chung là một cái khoảng không gian, thì chúng ta vẫn gọi đó là hư không chế định nha, một cái khoảng không gian đó. Thì đây là cái sự khác nhau, và sư thấy nó cũng không có cái gì khó hiểu, chẳng qua là do mình không có nắm kỹ cái định nghĩa đó, cho nên là cái câu này thì cho qua.